mới đầu là con này nó chạy mệt trước, xong rồi tới con này chạy mệt. Dạ, nó chạy chơi cả ngày luôn á, là nó vừa chạy vừa nó la ứ ứ ứ, nên em cũng nghĩ chắc nó bị run hay gì, nó đau bụng hay gì chạy vậy đó. Cái xong rồi cái chiều là nó nằm luôn. Ok. Nha. Rồi đó. Rồi anh chích cái này rồi em về em coi theo dõi coi tình hình nó như thế nào nha. Dạ. Rồi chích đi. Rồi xong rồi coi nó mai mai chịu có ảnh của anh coi lại. Sau khi sổ Jun á thì chó bắt đầu đi cầu, mà cầu đi cầu phân đen ra Jun. Coi coi nè. Thấy chưa? Tình trạng là chó bụng mình á, bụng nó phình ra tận 3 tuần tuổi á thì nó sẽ hay bị như vậy. Đi cầu ra phân đen có Jun sáng. Rồi sau khi cho chó ỉ á, Jun bước tiến hành bước tiếp theo đó là cho chó ăn. Jun cho chó ăn cháo, Jun bơm cháo vào trong một cái ống chích. Jun sẽ bơm cháo vào trong miệng cho chó để sau khi đẻ xong em nó bị mất sức á, cho em nó ăn.